Mình hỏi thật lòng các bạn một câu. Đấy là smartphone năm 2015 khi nó được ra mắt thì còn được mấy chiếc điện thoại có hiệu năng tốt được như chiếc iPhone 6S cũng như iPhone 6S Plus tính đến thời điểm của năm 2018 này. Mình đang có ở đây là một chiếc iPhone 6S Plus khoảng 3 năm trời khi nó được ra mắt. Thì tính đến thời điểm hiện tại nó vẫn đang có một hiệu năng thực sự rất ấn tượng đối với bản thân mình đánh giá. Bởi vì sao? Bởi vì rất nhiều thứ, một trong số đó chính là sức mạnh đến từ con chip. Tiếp theo là hệ sinh thái iOS và thứ ba nữa là tốc độ bộ nhớ trong cực kỳ tốt. Thì có thể nói rằng nếu như bạn mà cần cho mình một thiết bị để mà chơi game với một mức giá tốt ở thời điểm hiện tại, mà muốn có một trải nghiệm thực sự tốt nhất với tất cả những tựa game đang có mặt trên App Store hiện tại, thì mình nghĩ rằng đừng chọn Android mà hãy lựa chọn thiết bị này. Bởi vì sao? Thứ nhất này, xét về độ mượt mà, iPhone 6 Plus bây giờ vẫn quá mượt mà trong tất cả những cái nhu cầu hàng ngày của bạn. Bấm vào ứng dụng gì là phản hồi ứng dụng đấy, gần như không có cái độ delay hay là kiểu lác lác giật giật gì nhiều trong quá trình mà các bạn sử dụng. Thực sự mà nói thì iOS 11 hay là iOS 12 bây giờ mình thấy cũng khá là nhiều vấn đề khi mình đang sử dụng ở đây phiên bản iOS 11.4, có thể gọi là phiên bản final mới nhất bây giờ, thì nó cũng gặp đôi chút vấn đề về hiệu năng trong quá trình các bạn sử dụng hàng ngày. Nhưng cơ bản là nó vẫn mượt và cơ bản là nó vẫn đáp ứng tốt tất cả những yêu cầu của bạn. Lướt Facebook, chat chit các thứ ngon chết, hay thậm chí các bạn chơi game cùng các thứ vẫn đảm bảo ngon với cái sản phẩm này. Thậm chí là có đa nhiệm các thứ thì mình đánh giá là nó vẫn cứ gọi là ok hết với 2GB. Và ở đây nó còn khiến cho mình bất ngờ hơn nữa với cái điểm AnTuTu chấm được lên tới là 149.000 ở phiên bản 11.4. Sẽ có nhiều bạn nói rằng là mua iPhone cũ thì nó sẽ bị chai pin này nọ các thứ. Thế nhưng vấn đề đó mình tin là sẽ không gặp phải tại Cellnet, tại vì ở đây khi mà máy cũ được bán ra thì mình nhớ không nhầm là đã đều trải qua một cái quá trình test rất là nghiêm ngặt rồi. Và các bạn cũng có thể test pin trực tiếp trước khi quyết định mua. Ví dụ đây là pin rồi. Đó. Tình trạng pin beta, dung lượng pin tối đa 70%, dung lượng đạt hiệu năng đỉnh, tức là pin giờ còn 70%. Các bạn mà không thích, các bạn cũng có thể yêu cầu đổi sang một cái khác. Chúng ta cứ lựa chọn cho mình một cái thiết bị có pin tốt, thế là chúng ta dinh về mua thôi. Hoặc nếu không thì thích thì có thể nhảy sang bên điện thoại vui, thay pin Pixel với một chất lượng tốt mà giá cả cũng hợp lý. Mình đã từng chia sẻ trong một video trước đây rồi. Nói chung là về vấn đề pin thì mình nghĩ các bạn đã không còn phải lo lắng quá nhiều. Mà cái quan trọng là hiệu năng của nó vẫn thực sự rất là tốt. Đây, pin chai 70% mà bây giờ hiệu năng vẫn đạt tầm 150.000 AnTuTu, không phải là dạng vừa đâu. Và test game thực tế thì sao? Mình sẽ test về hai game, đấy là Liên Quân Mobile và PUBG Mobile. Thì Liên Quân Mobile mình chơi rất ổn định ở mức đấy là 60 FPS. Thậm chí có lúc nào đen lắm mà combat tổng 5v5 mà máy nó bị nóng lên quá thì nó mới drop xuống còn tầm khoảng 54-55 FPS mà thôi. Nó không hề gặp phải cái hiện tượng sụt hẳn xuống tầm 4x, 3x, khiến cho máy cực kỳ khó chịu trong quá trình mà các bạn sử dụng. Thế nhưng một cái vấn đề nhỏ nhỏ đấy là kể cả trong quá trình các bạn chơi game gì đi chăng nữa, hay là sử dụng máy đi thế nào đi chăng nữa, mà để cho máy bị nóng lên quá nhiều thì nó vẫn sẽ bị sụt FPS. Và cái điều đấy thì chắc chắn là iPhone 6 Plus cũng sẽ gặp phải thôi, chứ không thoát được đâu. Máy thì được thiết kế full kim loại nên là nó cũng được cái là cũng tản nhiệt cũng nhanh, nên các bạn cũng không phải quá lo lắng về vấn đề đó nhá. Rồi đến game thứ hai là một cái game mà nó ngốn phần cứng kinh khủng tởm và có nhiều thiết bị chạy Android thậm chí không thể nào chơi được ở mức mượt mà. Đấy là game PUBG Mobile. Thì mình thực sự bất ngờ bởi vì iPhone 6 vẫn chơi mượt cái game này. Với mức FPS là frame rate mình để cao và cái độ vân giải mình cũng đạt lên mức HD. Tức là các bạn cứ thể hiểu là bây giờ nó max setting ở cái thể loại game này rồi mà nó vẫn chơi cực kỳ mượt mà, thì các bạn có thể hiểu là iPhone 6 Plus vẫn có hiệu năng và khả năng tối ưu game là cực kỳ tốt đến từ nhà sản xuất. Chỉ với hai game đấy thôi, mình nghĩ đã quá đủ để mà phản ánh về hiệu năng thực sự của cái chiếc điện thoại này rồi. Thế nhưng nói như thế nào thì nói, nếu như mua ở thời điểm hiện tại thì các bạn cũng sẽ phải quan tâm đến khá nhiều thứ. Một trong những thứ đó liên quan đến vấn đề là máy còn zin hay không và hình thức nó như thế nào, cũng như là cái pin nó có được đảm bảo, cũng như là chế độ bảo hành các bạn nhận được có tốt hay là không. Những thứ đó thì mình nghĩ là mỗi bạn sẽ đều có một câu trả lời dành cho riêng mình. Còn mình thì mình mượn cái máy này tại Cellnet và mình recommend cho các bạn là có thể mua hàng được tại đây. Tại vì nói như thế nào thì nói, một hệ thống lớn thì những cái thứ liên quan đến bảo hành các bạn cũng sẽ dễ dàng để chúng ta có thể xử lý hơn. Và các bạn nghĩ sao về iPhone 6 Plus, hiệu năng của nó ở thời điểm hiện tại như thế nào? Các bạn có đang dùng chiếc điện thoại này hay không? Cũng như là nếu như mua hàng cũ đã qua sử dụng thì các bạn quan tâm đến thứ gì là nhiều nhất? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!